để biến ngôi nhà từ như thế này trở thành như thế này, nhanh chóng mà tiết kiệm chi phí. Hôm nay thì mấy chị em cùng Hạ đi theo chân với bác chủ nhà vừa mua xong bàn giao cái căn nhà này xong và đang muốn cải tạo lại không gian ngôi nhà. Đặc biệt, bác chủ nhà có một yêu cầu, đấy là làm sao để cho phòng khách trở nên thật đẹp, thật lộng lẫy nhưng chi phí lại hết sức là hợp lý. Bởi vì là vừa mua xong thì hết tiền rồi nên không còn nhiều chi phí để cải tạo nữa anh chị em ạ. Và đây là video dành cho những anh chị em đang muốn cải tạo lại nhà cũ hay những anh chị em đang vào trong giai đoạn hoàn thiện nhà, thì nhớ xem đến hết video để cùng theo dõi với Hạ sự lột xác của ngôi nhà như thế nào nha. Sau khi tham khảo rất là nhiều các vật liệu khác nhau để có thể tạo ra một cái phòng khách thật là trang trọng, đẹp cũng như là tiết kiệm chi phí, từ những vật liệu như là làm trần gỗ này, làm trần thạch cao hay là trần nhôm, vân 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 vân, thì cuối cùng là bác tính toán đặt lên bàn cân thì thấy rằng là trần gỗ khá là đẹp nhưng chi phí lại đang hơi là mắc so với cái nhu cầu tài chính của bác ấy. Đồng thời với đấy thì nhà cũng lo lắng rằng là bị ẩm mốc mối mọt. Xong sau đó ở trần thạch cao thì có quá là nhiều mẫu mã nhưng mà lại sợ là bị ẩm mốc anh chị em ạ. Cuối cùng một điều rất là bất ngờ đấy là bác lại lựa chọn sử dụng trần nhựa giả gỗ của Haroma. Với cái trần nhựa giả gỗ này thì bác kỳ vọng và mong muốn rằng là nó có tuổi thọ cao, sau khi mà làm xong thì bác dọn về ở sẽ không có cứ là phải vài năm mình lại phải mang ra bảo trì bảo hành hay là sơn lại, nó rất là mất công và bất tiện cho cuộc sống. Với việc sử dụng trần nhựa giả gỗ như thế này là sau khi làm xong cứ thế là chỉ việc dùng thôi, thì đấy là cái mà bác ấy chia sẻ. Và sau khi mà chốt được cái phương án sử dụng vật liệu rồi thì cùng với các anh em thợ lựa chọn những vật liệu phù hợp. Trên thị trường hiện nay thì cũng có khá là nhiều những dòng vật liệu là ở các cái phân khúc khác nhau, nhưng khi mà làm cho nhà ở thì các anh chị em mình cũng lưu ý là sẽ lựa chọn những phân khúc từ tầm trung cao trở lên nha mọi người. Giá hiện tại vật liệu nó cũng đang rất là rẻ rồi, nó về rất là sát so với giá của nhà sản xuất, chỉ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn cho 1m² giá vật tư thôi mọi người ạ. Khi mà nhận hoàn thiện thì nó sẽ phát sinh tầm từ khoảng 350.000 đến khoảng 550.000 tùy theo cái giá vật tư mà đầu vào của mình sẽ là gì. Sau khi mà mình lựa chọn được đội thợ thi công rồi thì sẽ tiến hành thi công. Cái dòng vật liệu này thì nó sẽ có khả năng là chống ẩm mốc, chống mối mọt và chống cong vênh. Nhờ thành phần cấu tạo là hạt nhựa nguyên sinh kết hợp với cả bột đá nữa, bề mặt thì phủ lên một lớp màng phim nano tạo màu, thì sẽ kết hợp như cái hệ trần nhà bác ở đây sử dụng, đó là kết hợp trần nhựa giả gỗ với cả cái tấm nhựa nano Haroma màu trắng để tạo nổi bật cho căn phòng, và dùng hệ trần giật cấp. Với hệ trần giật cấp này thì nó giúp cho nhà của chúng ta cũng có cái sự cách điệu hơn là thứ nhất. Thứ hai nữa là việc mình đi ánh sáng nó cũng được phân bổ đều và nó khiến cho căn phòng tạo ra những cái điểm nhấn nhá cũng rất là đẹp anh chị em ạ. Và bây giờ thì anh chị em hãy cùng với Hạ đi xem thành quả sau khi mà sử dụng tấm nhựa nano để tiết kiệm chi phí và thời gian thi công chỉ có 1 tuần để hoàn thiện tất cả những cái việc là cải tạo lại trang trí tường trần nhà như thế nào nha. Đây là tổng thể căn nhà sau khi ốp tường và trần nhựa nano. Và các anh chị em như mình thấy hệ trần này như thế nào, có thể để lại ý kiến cá nhân của mình ở trong phần bình luận để cho Hạ biết nha. Trong các video tiếp theo thì Hạ sẽ còn liên tục chia sẻ với anh chị em như mình thông tin về dòng vật liệu mới. Vì vậy đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn vào nút hình quả chuông để là người đầu tiên nhận được những video tiếp theo khi mà Hạ ra vào mỗi buổi tối lúc 18:45 nha. Bây giờ thì Hạ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị em như mình trong những video tiếp theo. Xin chào.